Anh hẳn là các vị phụ huynh rất mong muốn đi con mình phát triển chiều cao một cách tốt nhất, thì có rất nhiều cách để con phát triển được chiều cao. Một số cách rất đơn giản như là chú ý đến chế độ dinh dưỡng, thì bất kỳ bé nào cũng cần một chế độ dinh dưỡng hợp lý, phù hợp với lứa tuổi, và một chế độ ăn đủ 4 thành phần rất cần cho trẻ. Thì 4 thành phần đó là những thành phần gì? Đó là chất đạm, chất bột đường, chất béo, các vitamin và khoáng chất. Bên cạnh đó thì ba mẹ nên bổ sung canxi cũng như vitamin D là những chất rất cần thiết cho sự phát triển chiều cao. Tiếp theo, một chế độ vận động hợp lý cũng giúp trẻ phát triển được chiều cao. Vận động không chỉ giúp trẻ dẻo dai hơn, kéo dài các khớp, các xương, mà quan trọng vận động còn kích thích trẻ phát triển, tăng cường tiết các hormone tăng trưởng là GH để trẻ tăng cường chiều cao hợp lý. Đối với các trẻ nhỏ thì ba mẹ nên khuyến khích trẻ ra ngoài vận động tay chân hoặc đi chơi cùng với bố mẹ. Còn đối với trẻ lớn hơn thì ba mẹ có thể khuyến khích trẻ chơi một số trò chơi thể thao, ví dụ như là đá banh hoặc là bóng rổ, bóng chuyền, giúp ích rất nhiều cho trẻ phát triển chiều cao. Thì thời gian hợp lý là khoảng 30 đến 60 phút vận động mỗi ngày có thể giúp trẻ tăng chiều cao tốt hơn. Thì bên cạnh chế độ dinh dưỡng, vận động thì còn một yếu tố nữa, một rất quan trọng đối với phát triển chiều cao, đó chính là giấc ngủ đầy đủ. Thì tại sao giấc ngủ lại ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ? Theo sinh lý, nó rằng là trẻ phát triển chiều cao rất tốt trong giai đoạn ngủ sâu, đó là khoảng từ 22 giờ tới 4 giờ sáng và đỉnh điểm là 0 giờ, vì lúc này là hormone tăng trưởng CH phát triển rất nhiều, đạt đỉnh vào lúc 0 giờ sáng. Thì bởi vậy, bố mẹ nên khuyến khích trẻ ngủ sớm trước 22 giờ và ngủ đủ giúp theo lứa tuổi của trẻ ít nhất 7 đến 8 tiếng một ngày sẽ giúp trẻ phát triển chiều cao thật tốt. Thì bên cạnh ba yếu tố trên, còn một yếu tố nữa mà ba mẹ thường hay bỏ quên trong việc phát triển tầm vóc của trẻ, đó chính là một tư thế đúng. Thì như chúng ta đã biết, với cuộc sống hiện nay của chúng ta thì mấy con em chúng ta phải đi học rất nhiều, rồi học nhiều, rồi ngồi sai tư thế, hoặc là mang cặp sách quá nặng, rồi đó sẽ ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ. Chưa kể là có thể gây một số bệnh ảnh hưởng tới cuộc sống như là gù vẹo cuộc sống. Thì bởi vậy ba mẹ nên nhắc nhở, dạy cho con thế nào tư thế đúng, nhắc nhở con đứng thẳng nè, ngồi thẳng lưng nè, đó từ đó sẽ cải thiện tư thế của trẻ, giúp trẻ phát triển chiều cao được tốt hơn.